Tối ngày 21 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận gặp U23 Brunei. Đây là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam sau nửa tháng tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Trước buổi tập, một doanh nghiệp đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để trao tặng 500 triệu đồng nhằm động viên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2020. Giải đấu mà Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Tranh thủ sau khi các cầu thủ U23 khởi động xong, doanh nghiệp này đã cùng quan chức VFF vào sân để trao tiền mặt cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cùng lời chúc chiến thắng. Đội trưởng Quang Hải đã thay mặt toàn đội nhận số tiền này và sau đó trao lại cho ban huấn luyện để tiếp tục buổi tập. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, ông tiếp tục lộ vẻ đăm chiêu khi đội hình sứt mẻ vì chấn thương và việc bố trí các cầu thủ mới vào những vị trí đang thiếu của U23 Việt Nam. Một tin khá vui với U23 Việt Nam đó là sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng. Đình Trọng đã tập khởi động một cách trơn tru cùng các đồng đội. Nhiều khả năng trước đối thủ yếu như Brunei, huấn luyện viên Park sẽ không mạo hiểm sử dụng anh. Nhưng rõ ràng sự trở lại của Đình Trọng mang đến nhiều sự yên tâm hơn với người hâm mộ, đặc biệt là khi đối đầu với Indonesia và Thái Lan.